Tao nó bay vô mà. Mình với mẹ mình đang chuẩn bị đốt của ông bằng này nè mọi người, ở trên đây nè mọi người thấy không? Nó hiền lắm. Đấy, thấy không? Đây nè mọi người, nó đứng sát bên mình luôn á, cách mình chắc khoảng tầm 2 mét á. Ghê lắm. Ủa sao mẹ? Mẹ không lấy cái đó để mẹ đuổi nó. Ơ nó bị rụng cái nắp hết trơn rồi. Ơ sao mẹ nghe nhở? Trời, mọi người thấy mẹ mình siêu nhân không? Còn ngủ quá thì con. Đây nè. Nè mọi người, ổ ông bằng nè. Nè. Trời. Đứng kế lắm luôn á mọi người. Con con kìa mẹ. Trời sao mẹ ghen nhỉ? Nè, mời dân lớp câu đi. Ghê không? Ta. Mẹ cầm cái cây kia giùm con mẹ. Trời ơi. Quá trời con. Quá trời nhiều. Ê, nó chạy con mất chân đó. Ủa cái này ở đây không có. Còn, ủa sao có mấy cái vậy mẹ? Đây nè, có cái ổ này là nhiều nè, trong đây quá trời con. Rớt chân nè, mấy con nhiều rớt nè. Nè ui, ông chích nè, nè ông chích nè. Kè khóc nước mắt nước mũi trong lem rồi. Trời nước mắt nè. Già quá nó đi. Đây là gương mặt thanh niên sợ ông mà đòi đi đốt ông nè. Nè. Nè, nãy con đòi đi nè. Giờ cho con nè. Nè, nãy con đòi đi mà. Ủa, sao sợ? Nè. Sao nãy con đòi đi đốt? Đốt đây. Nè, đốt rồi. Mới được này nè. Cầm đi. Sợ lắm hả? Giờ móc cái này cho heo nha. Móc heo con cái đó ăn nha. Ừ. Hay ơi các bạn mình kẻ đi cô cá bộ cái đó nha các bạn. Các bạn mở ghê hay mừng nha. Dạ. Đi đi. Thầy cô đăng. Mày dính chưa cần thủ? Dính cái này. Cái này kìa ba, con ngủ. Kìa đó, nè, nó không có gì ba kìa. Thấy không? Thấy. Nè, chắc, từ nha. Từ nha, chị nói chị. Rồi. Kìa ba. Ơi. Nè, con để con câu con vô kế này nè. Đi đi đi, đừng có nể đi. Ờ. Thì nó ăn rồi được. Kìa ba, kìa. Nè, cái con nó mà kìa nó. Trời ơi, con gì á? Để lâu lâu xíu rồi. Nè nhìn này, cá năng có gì ba này đắt heo. Ở đây nhìn nè.
nó bay kìa, nó cũng đi xuống dưới nó nhìn đi kìa. Đi xuống dưới. Trời ơi. Wow, chị ba giỏi quá. Con chưa kịp công nữa. Nè, chị ba dính được con cá. Cá nhỏ hả? Dính được con cá gô. Cá gô. Chị ba giỏi quá. Ở nhà của con hả? Chị ba mới câu á. Nhưng mà con nó xíu à. Cái gô xíu là tha nó luôn đi. Bữa bữa mình đem vô mình nướng luôn hả? Thả nó nghe heo hay bắt lại cho con. Bắt lại cho heo chơi đi. Bỏ đi gọng đây tí thôi thả. Thôi đem đi gọng nước đi. Nhìn anh happy anh cũng bon chen đi coi người ta câu cá nữa kìa. Ôi, ở trong đây hình như mùa này cá gô tôm tích không hay sao á. Dính cá gô tôm tích nữa rồi nè. Thấy tẹo à. Kệ bị dính con nào bắt con nấy luôn. Bữa giờ trời mưa mình ngồi cái là xong nước nó lên như này ngập. Ngập lúa chơi ngập còn cái mông không á. Giờ mới tát nước ra nó giật được nhiêu đó rồi đó. Mà cắt máy á, phải tát cho cạn xong mới cắt được. Một em nữa rồi nè. Còn sai một lúa mini không à. Ê đừng gấp đừng gấp. Còn nguyên mồi luôn. Thế rồi. Gót, gót. Nhìn nè mọi người, cá gô gì đâu mà chút xíu xíu không à. Thank you.
nhỏ thì bắt nhỏ, bự thì bắt bự. Nó thấy trời, cá nó nhảy lên thấy con cá luôn. Sần là baby không à? Đó, đó, đó. Bắt hết. Chỗ này nãy giờ hai con rồi. Gì vậy trời? Ôi trời ơi, con cá nhảy luôn. Con cá này láo quá. Ngủ hết mỏi. Chịu thua bên kia, đi qua bên đây coi nè. Từ sáng tới giờ câu dính được nhiêu nè mọi người? À, có hai con hôm qua chứ, quên nữa. Hai con qua, còn lại 2, 4, 6, 8 con, dính được 8 con. Có một cá đó là bự chà bá rửa luôn. Còn mấy con kia chút xíu không à.